Rồi con mở TikTok cho cô chú coi coi. Con có thích TikTok không? Thích. Rồi con Trang nó thích TikTok này cô chú. Trời ơi, nó đưa TikTok cho ba nó coi, ba nó nói ba không thích TikTok. Mẹ cũng không thích TikTok nữa, mẹ đâu có chơi TikTok đâu con thấy không? Mẹ đâu có biết chơi TikTok đâu. Mẹ một mẹ cũng chưa bao giờ. Mẹ cũng chưa bao giờ mà thử. Jump in the flash. Continue stop. Oh my god. Vậy hả con? À cái đó là TikTok hả con? Đen 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 thui, đen thui 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 thui. Rồi con làm TikTok cho cô chú coi coi. Oh my god. Trời ơi sao cái mới cái lứa tuổi này mà nó vô TikTok thích đồ nữa trời. Chị đi. Oh okay. That's why. Rồi bây giờ con bì đã bì đã bì đã bì đã bù cái. Kiếm ai kiếm ai kiếm cái bì đã bì đã bì đã bù kiếm chỗ nào đâu. Để mày thử coi con kiếm được cái bì. Oh my god. Hay ta. Cái đó Daddy. Là... Yeah. Daddy remember con cái. In a fresh. Rồi, con làm coi. Check it out. Sorry, Fred. Okay, Mom, can I take this? Ủa vô lý vậy tự nhiên cái đi xuống dưới cái đi làm mày kìa. Đi. Làm gì? Con TikTok nữa đó hả? In fast can't cool my. Oh my god. Nè sữa nè. Là ân cùng mất với lại em Lida mua cho con á. Ồ ồ. Cái đó là quà Christmas của con á. Trời ơi. Trời ơi ở đâu mà tự động mở quà ra trời. Phải không? Để mẹ hỏi kỹ lại coi phải cái này là quà của ông cô Mark với lại em đi đã không mà sao hồi nãy giờ mẹ không thấy mà để mẹ gọi ba cái coi. Rồi ba cái ui sao từ sáng giờ mẹ có quá trời miss call luôn nè chay nè. Again cái đó là cái gì em? Nói tiếng gì với mẹ các con? Baby, there's a box at home that have a lot of Christmas gift in it. Is that from Mark and Lida? It could be. I have no idea. I mean, there's a box at home. But JD, where did you get it? Where were the box? I brought it in when I it was outside, like UPS dropped it off. Oh, UPS dropped it off. Oh, so this is from who? I don't know. Oh no no, this is. Oh no no no, this is from someone who loves JD. Oh wow, trời ơi, Jay được cô tặng quà. Cô tên là Michelle. Ok, con Jay con nhìn vô camera. Can you say thank you? Thank you, Michelle. Thank you, Michelle. Good job. Trời ơi, được quà nữa. Cô chú thấy Jay sướng chưa? Con khoanh tay lại giùm cho mẹ cái đi. Con khoanh tay lại, con cảm ơn cô. Đúng rồi, giỏi. Trời ơi, cái này PJ Mask. Trời ơi, cô mà vừa mua Elsa mà vừa mua PJ Mask. À, cái đôi dài này mày nghĩ mang vừa nghe. Cái đôi dài này mà mang với cái bộ đồ mà con đang mặc này là vừa luôn nè. Mang cho cô coi thử coi.
Ui chà. Hả? Con mang đôi giày này vô đi rồi mẹ mở cho coi. Mang vô. Rồi mẹ. Để mẹ giúp con, để mẹ giúp. Chị con biết cái này là gì không chị? Chơi chơi chơi. Hả? Con bỏ vô vô. Thôi để tay lên, trụ để tay lên bấm. Nó. Nó út rồi. Trời ơi, eo xà mà biết thổi sáo luôn. Oh, that's a music instrument. Rồi hát đi. PJ Mask. PJ Mask. Trời nè, cái này có gì đâu khó lấy ra. Con mèo mè có vậy đó, thấy chưa? Vậy thôi đó, con người phải tự làm bớt đi chứ. Hả? Nhưng mà con mới được vẽ cùng nhà nghe chưa? Con kiếm đi, con tự kiếm đường, con mở đi. Đây mày chỉ cho, đây mày coi cái khúc nào đây. Con nhìn ngay chút khúc đây nè, con gỡ lên là thay ra liền hà. Rồi bây giờ con dùng cái khúc đó đi. Thấy chưa, con thấy chưa? Ở trên. Đúng rồi, dùng cái móng tay mình á. Dùng cái móng tay của mình đây nè. Dùng cái móng này nè. Nè, dùng cái móng này đó, mình khửi lên là ra liền. Rồi con dùng cái móng coi, con khửi lên đây cho mẹ coi coi. Đúng rồi. Dùng cái móng tay ở trên đây nè, đè xuống. Đó, đúng rồi. Giỏi. Rồi bây giờ con mở cái cuốn tập này ra là con được con vẽ của con stem ở trên cuốn tập này luôn nghe chưa? Đó, rồi. Cái giờ con muốn vẽ cái gì? Cái happy face phải không? Rồi vẽ cái happy face coi. Big happy face. Ok, bé big happy face luôn rồi. Nó muốn vẽ mặt cười đó cô chú. Cái gì vậy? Cái đó là gì vậy? À cái cổ con mắt đâu? Ồ mắt. Mũi đâu? Miệng à? Mũi. Lỗ tai, cái lỗ tai. Cái đó cái gì vậy? Lỗ tai. À cái đó là tóc quá à. Ủa, dễ râu luôn hả? À, trời ơi, dễ râu luôn. À, cái đó là cái mượn miệng đó. Rồi, lỗ tai. À, cái tai luôn á hả? Ủa, cái đó cái gì vậy? Lỗ tai hả? Trời ơi. Vẽ gì vậy trời? Vẽ mới đầu thấy đẹp hay sao? Thấy thành là cái trí tưởng tượng của nó là quá bay xa luôn rồi đó. Cái đó gì vậy? Cái mẹ dặn con là khi vẽ là cái tay con phải để làm sao, cái tay một cái tay kia để làm sao, dịnh sao cái tay dịnh sao, không có phai, phải dịnh đàng hoàng. Trời ơi coi còn chịu đời thấu không. What's this one? Cái gì? Con không biết cái này là cái gì luôn hả? Dạ, mẹ coi cái này cái gì đây? Mẹ cũng không biết, nó không biết cái này cái gì luôn. À rồi, mẹ biết rồi. Đây. Cái này nè, con mở cái này ra. Cái này phải không? Rồi, cái này con stem, cái này là có cái con stem. Đó. Cái này nha chưa? Con để con úp cái hình mặt vô này nè. Úp vô đây. Con thấy chưa? Bây giờ con stem xuống đây. Thấy chưa? PJ Mask. PJ Mask. Cái này, những cái này con cũng làm y chang luôn nè. Những cái này nè, con đây, đây nè. Cái con bồi con stem xuống đi. Mạnh lên, mạnh vô nha. Dở lên. Rồi dở lên. Đó, thấy chưa? Ê, đầu kia, cái đầu kia. Rồi, đè xuống, đè mạnh xuống. Để lấy mực. Đúng rồi. Rồi chấm qua bên kia. Con bỏ qua bên kia. Thôi được rồi. Rồi ịn vô đây. Thôi được rồi chay à. Rồi. Đâu có được. Cái đó đâu có được đâu. Tại vì phải cái này nó dính ở dưới đây mới được. Rồi bòi bỏ vô. Mạnh vô. Đó. Thấy chưa con? Wow, cái hộp đó có gì trống á con? Oh, cái đó là con biết cái gì không? Cái này là đồ móc chìa khóa. This is a keychain. Con có chìa khóa gì không? Con có chìa khóa xe, khóa nhà gì không? Trời ơi, trong đấy nè. Trời ơi, chay này sướng luôn. Sau này gọi là sướng rấn người luôn á nha. Con mở được, sao con cứ kêu mẹ chay? Bỏ đây, đổ đây.
Wow, trời ơi, có một cái dòng nữa nè. Ơ trời ơi, trời nó không cho tôi đeo một cầm luôn có được. Trời ơi, oh my god nữa. Đẹp ế á. Cô em kiếm gì? Cái gì? Bỏ vô đó, bỏ vô đó đi, cái nắp bỏ vô, Chào ơi, ô trà ơi, được cái đôi giày này là đi tiết là phẻ re luôn rồi, mẹ khỏi mua giày. Ôi đất ơi, mẹ khỏi mua giày đi tiết rồi Chay ơi. Chà, cô chắc coi xem video của Chay lắm đây nên là biết Chay đang cần đôi giày này. Đôi giày Frozen. Mà ôi còn đồ đây nữa nè. Đây nè, lo mở cái đồ này ra nữa nè. Mở ra mẹ coi coi. Trời ơi, không bao nhiêu nào giờ chưa có thấy cái cây sáo này ở đâu vậy ta. Trời ơi. Mở đầm ai? Đó đập đập của Chay với mẹ đâu có dành đâu. Cô còn what? Rồi lassi, để coi coi. Rồi nó làm gì nha. Ôi chào ôi cái đầm ẹp ê á. Cái đó của ai? Cái đó đâu phải của mẹ đâu. Đúng rồi, mẹ đâu có dành đâu. Ôi chào ơi, còn đây nữa. Đây nữa. Đây, tự mở ra đi, đồ của mình mở đi. Trời ơi. Đầu kia. Trời ơi, see it not for you. Rồi trời ơi. Nó nói mẹ thấy chưa, cái này đâu phải của mẹ đâu. Chà, cái đầm này dữ à. Ồ, cái đó của con luôn quá hả? What? Để coi mẹ coi coi, xây trước ngực mẹ coi coi. Ôi chào ơi, cái đầm Mickey Mouse quá đẹp luôn. Đẹp ê á. Ủa sao con thải vậy? Trời đất ơi. Nó đang mê mấy cái đồ chơi này trước cô chú ơi, Hả, con tính bỏ mấy cái đó vô cái đó đó hả? Mà con, bữa nay con có thích những cái món đồ chơi này không? Con biết làm sao cô cho con không? Tại vì con ngoan á. Tại vì con đây nè, con phải bấm cái này nè, khi mà sử dụng cái này nè, con phải dùng cái tay con bấm cái này lên. Đó, bấm cái này nè. Đó, bấm phải dùng hai tay nha, cái này là mạnh lắm á. Đó mới mở lên được. Đó. Phải dùng cái tay bấm đây nè, mày làm cho. Bấm xuống. Trời đất ơi, con chú ơi, con nó vô nhà mà nó không chịu. Dư. Ngồi dậy. Có được đời nó không, giờ nó làm như con cá đuối vậy đó, nó làm cá đuối rồi. Trời ơi, nó thấy nó mang đôi giày vừa y luôn cô chú ơi. Cá đuối. Đu đưa. Ủa bây giờ có dậy không mà hai năm kiểu đó? Có dậy không? Ủa mà. Đưa cái đít lên để ăn đập nè. Ủa mang anh mang dẹp ế. Mang đôi dẹo sẹp ế. Mẹ khỏi mua giày. Ê, cá đuối. Trời ơi, con cá đuối này nó giỡn làm sao ta ơi. Đu đưa, ngồi dậy đu đưa. Ôi trời, cởi giày ra, cởi áo ra.